chào tất cả mọi người. Hôm nay Lộc làm một video nhỏ để giới thiệu về chiếc xe Polo Sedan, chiếc xe của hãng xe Volkswagen, chiếc xe đến từ Đức. Hiện tại vì chiếc xe này đang có giá bán ở trong hãng Volkswagen Việt Nam là 695 triệu. Nhưng chiếc xe này là một chiếc xe lướt, khách hàng đã sử dụng vì nhu cầu cá nhân, khách hàng đang để lại với giá rất hợp lý là 579 triệu. Xe đăng ký tháng 1 năm 2019. Trước đây thì chiếc xe này lăn bánh là khoảng tầm 700 triệu. Vì vậy Lộc rất là tự tin về chiếc xe này để giới thiệu đến mọi người là chiếc xe đang được bảo hành hãng 1 năm, có bảo hiểm thân vỏ 1 năm, và đặc biệt là sẽ bao test hãng. Xe cam kết không có bất cứ một vấn đề gì mà mọi người phải lo ngại, chỉ việc là mang về chạy và đổ xăng đổ nhớt vào là chạy thôi. Động cơ 1.6 và sản sinh ra mã lực là 105 mã lực. Với mã lực như vậy thì rất là phù hợp với đường Việt Nam, và đặc biệt là có phần là khá là tiết kiệm nhiên liệu nếu mình đi đường trường. Chiếc xe này hiện tại đang được trang bị bộ đèn LED. Đây là đèn LED chạy ban ngày, đèn chiếu sáng và đèn xi nhan chạy. Bộ đèn LED này thì được trang bị lên tới gần 30 triệu. Phía dưới thì có đèn sương mù. Đây là những cái thanh rôm kéo ngang, nó gần giống như chiếc Passat vậy. Chiếc Passat cũng có những cái thanh rôm kéo ngang và logo ở ngay chính giữa trung tâm. Một chiếc xe với cái giá thành là chỉ có hơn 600 triệu thôi, nhưng mà được thiết kế rất là tinh tế, từ cái đèn này liền mí với cabo cũng như liền mí với cái cản trước, tạo nên sự lịch thiệp cho chiếc xe. Mà mình nói nó là một chiếc Passat thu nhỏ là như vậy. Gầm xe chiếc này thì nó có cái khoảng sáng gầm xe là 150. Ở bên dưới chiếc xe thì luôn luôn được thiết kế tạo thành một mặt phẳng, để đó là cách thiết kế khí động học của người Đức. Bên hông xe thì cũng là những cái đường vuốt từ trên xuống dưới, tạo nên cái sự cứng cáp cho chiếc xe. Đôi khi chúng ta sẽ thấy là nó là hơi bị già, nhưng đó là cách thiết kế rất là lịch thiệp của chiếc xe này. Và phần kế tiếp đó là cái phần nội thất bên trong. Nhưng trước khi bước vào phần nội thất bên trong thì mình sẽ nhìn qua cái cánh cửa này. Cái cánh cửa này thiết kế rất là chắc chắn. Có thể là mình đu lên trên đây nhưng mà cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn, không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Và đặc biệt là xung quanh bốn cánh cửa đều có những thanh thép chịu lực để bảo vệ an toàn cho người bên trong. Vì vậy mà khi mà mình đóng cửa cảm giác rất là chắc chắn, chắc nịch vậy. Mời mọi người nhìn vào phía bên trong. Phía bên trong thì được thiết kế không quá nổi bật, nhưng mà với cái cách thiết kế này thì cho chúng ta một điều là nó bền theo thời gian. Nó không có gọi là thay đổi những cái model nhiều. Đó, nội thất bên trong. Nội thất mình thì trên vô lăng á, nó được thiết kế cũng có những cái nút bấm đa phương tiện, vô lăng nhỏ gọn, là cầm rất là chắc tay. Và cái cảm giác lái của chiếc xe này thì đặc biệt là thích thú trong một dòng xe Đức mà có cái giá chỉ trên 600 triệu thôi. Về cái phần đầu kết nối này thì nó cũng có Bluetooth, cũng có camera lùi, và cũng có những đầy đủ những cái tính năng ở trên xe cả. Hộp số của chiếc xe mình là 6 cấp, và nó có chế độ là Sport và bán tự động. Xe thì vẫn sử dụng thắng tay nha mọi người. Nội thất xe thì là nội thất nỉ. Nội thất nỉ này là nội thất zin, và từ cái chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc về như thế.
cửa mình mở ra đóng vào rất là chắc. Và phía sau thì với chiều dài cơ sở chiếc xe nó là 2m650, cho nên mình có một cái chiều dài cơ sở khá tốt để mình người ngồi phía sau cũng thoải mái và khi phải có những chặng đường xa. Về nghe nhạc hoặc là âm thanh ấy, thì chiếc xe này là có 4 loa nhưng mà nghe nhạc rất là dễ chịu nha mọi người. À, và phía sau của cái dòng xe Volkswagen thì mọi người sẽ thấy là nó hơi hơi hao giống nhau, nó đều vuông vuông cả. À, đặc biệt là nó có những cái thanh rôm được gắn lên đây, tạo thêm cái sự lịch thiệp cho chiếc xe hơn và nhìn mình thấy nó cũng rất là bóng. Ở đây thì có cái điểm đặc biệt là cái cốp khá là rộng. Cái cốp rộng này thì nó có nhiều những cái mà mình cần giới thiệu đến, là mình sẽ gọi là có những cuộc hành trình xa thì mình sẽ được nhiều đồ hơn, mình chứa được nhiều đồ hơn. Thí dụ như là vừa rồi mình có một chuyến du lịch đi chiếc xe này thì mình đã 4 người mà mình đựng được 4 cái vali lớn để mà chứa dụng cụ của mình trong cả nguyên một tuần để đi du lịch. Biển số của mình nhìn vào rất là đẹp. Biển số này là biển số Phát Lộc và biển số Sài Gòn nữa. Xe được đăng ký tháng 1 năm 2019, đang còn bảo hành đến 1 năm nữa nhé mọi người. Cái nắp bình xăng thì đối với xe châu Âu là thường là nó nằm ở bên phải này, và rất là gọn gàng, rất là đẹp. Xe mình thì có mâm xe 15. Mà mâm xe 15 thì nó rất là phù hợp với chiếc xe này. Nhưng mà cái mâm xe 15 nó có một đặc tính á, là khi mà mình chạy thì nó rất là êm. Vâng, và vừa rồi Lộc đã giới thiệu sơ qua chiếc xe Polo Sedan của hãng xe Volkswagen đến từ Đức. Và chiếc xe này khách hàng đang mong muốn bán một cái giá là 579 triệu. Xe đang còn mới, Lộc rất là cam đoan và bao test hãng cho mọi người. Lộc sẽ chịu trách nhiệm trên chiếc xe này. Vì vậy, bất kỳ khách hàng nào muốn tìm hiểu về dòng xe Volkswagen cũng như là muốn tìm hiểu về chiếc xe mà Lộc đang bán đây thì liên hệ với Lộc, hoặc ai xem video để hiểu thêm về dòng xe Volkswagen thì hãy comment cũng như là đăng ký kênh của mình để có thể tìm hiểu sâu hơn về dòng xe Volkswagen ở Việt Nam. Lộc rất là chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào mọi người.